Sáng nay 11 tháng 11, đoàn công tác số 3 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với Công an Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đoàn công tác có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công an tỉnh. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm cao, sự linh hoạt, sáng tạo, chủ động, Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác y tế phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, tiến hành rà soát phối hợp Sở Y tế tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân cán bộ chiến sĩ, can phạm nhân, công tác thiết lập cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đúng theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, hạn chế tối đa cán bộ chiến sĩ mắc COVID-19. Tích cực phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương và các đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Ghi nhận những công lao đóng góp và kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể Công an tỉnh và nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phòng chống dịch của Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng phương án tình huống phòng chống dịch COVID trong tình hình mới phù hợp với địa phương, nâng cao trình độ cán bộ y tế thông qua các lớp tập huấn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công an, chủ động đề xuất Bộ Công an cấp trang thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ điều trị phục vụ phòng chống dịch.